Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019, các khu vực trong cả nước. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Hiện nay, ngày 24 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000 m nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000 m nên trong đêm nay và ngày mai, ngày 25 tháng 7, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm trên 24 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, có nơi trên 150mm trên 24 giờ. Thời tiết Hà Nội, đêm nay và sáng mai, ngày 25 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông. Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25 tháng 7, mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Tin nắng nóng. Ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ trưa nay phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo, ngày mai, ngày 25 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, với đới gió Tây Nam, gây hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 11-17 giờ. Cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28, ngày 29 tháng 7. Tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày mai, ngày 25 tháng 7, chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng, ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đối với cơ thể con người, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019, các khu vực trong cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nay 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 26 tháng 7 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3 tháng 8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nay cho đến ngày 26 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 26 tháng 7, mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3 tháng 8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 24 đến ngày 27 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 23 đến ngày 25 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 24 đến ngày 29 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Tây Nguyên, từ đêm 24 đến ngày 3 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ,
Từ đêm 24 đến ngày mùng 3 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội. Đêm nay cho đến ngày 26 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26 tháng 7, mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 28 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mùng 3 tháng 8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển, đêm 24 và ngày 25 tháng 7 năm 2019. Trường gió Nam đến Đông Nam yếu thịnh hành, trên vịnh Bắc Bộ. Trường gió Tây Nam cường độ trung bình, thịnh hành trên các vùng biển phía Nam. Bắc vịnh Bắc Bộ. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa, trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, 4. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa, trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa, trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.